Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của JK Audio. Tất cả mọi nhu cầu về tư vấn các cấu hình combo karaoke gia đình hiện nay, các bác anh em có thể liên hệ trực tiếp tới công ty JK cho em qua số hotline hoặc đến tại địa chỉ số nhà 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội để trải nghiệm trực tiếp những cái sản phẩm mà các bác và anh em có cái yêu cầu phối ghép. Hiện nay bên JK chúng em đang phối ghép một cấu hình combo cực kỳ VIP, tổng cấu hình combo gần 30 triệu đồng cho anh Tuấn, anh ở Bắc Ninh, với cặp loa Weeworld G1000 Plus. Phiên bản này là phiên bản loa cây màu đỏ tươi rất đẹp và sang trọng. Đấy, màu đỏ đô vân gỗ, đúng chất nhiều phong cách của những cái sản phẩm cũng như là những cái đồ nội thất gia đình hiện nay cao cấp có chất liệu bằng gỗ đỏ đấy. Ở cấu trúc loa của cặp G1000 Plus này thì điểm nhấn cũng là điểm nổi bật nhất của cặp loa này, đó là một con chép mành vàng ở phía trên kết hợp với công nghệ chép đôm. Và hệ thống chung thì được trang bị một con chung lớn. Toàn bộ kể cả hai con bass sub ở bên dưới đều là công nghệ màng VULIPLAT với chiều cao của nó là 110. Anh em hãy nhìn form dáng rất đẹp và nét. Đồng bộ thương hiệu cũng như là cùng màu sắc thì anh Tuấn cũng đã ghép thêm cho mình một chiếc loa siêu trầm bass 30 công nghệ màng VULIPLAT. Con này là con VK2012 Plus cùng tông màu bass 30 ạ. Không thể thiếu được bộ đôi sản phẩm, đó là chiếc đẩy lên vang X7DAC và bộ mic không dây VK321. Đây là một cái cặp đôi nó hợp tông, cùng màu sắc đi cặp với nhau. Với cấu hình combo này chúng ta không cần phải nói nhiều về những cái mà điểm mạnh, điểm nổi bật của nó, bởi vì chúng ta cần nghe và nhìn thôi, nhìn hình thức và nghe chất âm đã đủ cảm nhận được rồi. Và các anh em nào mà ở gần em xin mời đến tận địa chỉ 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội để các anh em được trải nghiệm trực tiếp một cấu hình VIP này. Và anh Tuấn cũng là một người khách hàng rất tinh tế, đã lựa chọn ngay cho mình một cấu hình này mang tính chất những cái bộ phân khúc cao cấp, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, có thêm cái độ chất để trưng bày nữa, phải nói là đẹp. Về cái tính thẩm mỹ và cái tính nghệ thuật của cặp loa này nó rất là cao, chi tiết. Em sẽ đi về test nhạc luôn. Trước khi test nhạc thì em cũng xin mời các anh em đeo cái tai phone vào để chúng ta có cảm nhận và có cái cách thẩm âm nó chi tiết nhất. Ngay sau khi kết thúc video chúng em sẽ tiến hành thi công lên trên Bắc Ninh bàn giao cho anh Tuấn ạ. Dòng ca ngọt êm xiết bao lời ca bỗng như lao sao mà lòng anh thấy sao nào nào, tựa như giấc mơ hôm nào. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vẫn vương. Sao ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Anh luôn mong gặp em hoài cho lòng vơi bớt đắng cay. Xin em chớ vội lấy chồng như người ta diêu bông, như người ta trách lá diêu bông. giấc mơ hôm nào. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vẫn vương. Từ dạo ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Anh luôn mong gặp em hoài cho lòng vơi bớt đắng cay. Xin em chớ vội lấy chồng như